Chào các bác nhá. Hôm nay xe đạp Phong Tuyền xin giới thiệu đến các bác một con xe Rad đến từ thương hiệu Gian. Đấy. Một thương hiệu rất là nổi tiếng, chuyên sản xuất những cái dòng xe đạp thể thao. Đấy. Đây, em đi cận cảnh và chi tiết vào con xe để các bác xem. Con xe này thì tổng thể nó còn khá là mới. Xe rất là đẹp. Đấy, cái màu của nó thì nó có hai màu đặc trưng là màu đỏ đen. Nước sơn bóng rất là đẹp. Con xe này thì nó là khung sườn nhôm các bác nhé. Nó là nhôm SL, là một dạng nhôm cao cấp. Tổng thể con xe này thì nó nặng tầm độ khoảng 8 cân rưỡi đến 9 cân gì đấy. Nói chung là nhôm nhưng mà nó nhẹ ngang với carbon đấy. Toàn bộ xe là dây là đi âm sườn hết này. Nó đi âm ở trong sườn rất là đẹp. Xe này thì nó là size M của Gian thì phù hợp với cái chiều cao là 1m70 đến 1m80 các bác nhé. Đấy, xe rất đẹp. Em giới thiệu qua về cái bộ chuyển động của xe này nhé. Con xe này thì nó chạy full group là Shimano 105 5800, 2 dĩa và 11 lít. Tất cả phụ kiện là còn đang là nguyên bản theo xe này. Lốp Gian này. Rồi em đi vào cái bộ chuyển động đây. Cái này là giò dĩa 105 5800. Đấy, cái răng của nó là còn đang rất là đẹp. Đấy, răng còn đang vuông đẹp. Con xe này người ta rất là ít sử dụng. Đấy, sang đĩa 105. Phụ đề rất mới, 105 5800. Đấy, cái clip của nó đây. Clip này của nó cũng là 5800 các bác nhé. Đấy, cái này thì nó nằm ở trong sâu nên là mình hay là em quay nhưng mà nó đây, hơi tối tí nên nhìn nó không rõ. Hàm thắng 105 5800. Rất đẹp. Con này đó là dòng TCR. Đấy, cái dòng này nó là một dòng khá là cao cấp của Gian đây. Đấy, dây đi âm sườn. Em đi với cái cặp bánh Gian nhé. Cặp bánh Gian rất đẹp. Mayer Buenta. Con này nó là sử dụng Mayer bằng đạn. Nó rất mới. Giò 105 5800. Cái bánh nó xài bằng đạn chạy rất là mượt. Quay rất là trớn các bạn. Mày ơi của nó đây. Cái nan này của nó là nan dẹp, nan xe gió. Đẹp lắm các bạn. Nói chung là trong cái tầm giá 20 hơn 20 triệu thì con này nó quá là ngon rồi. Đây, cái đèn nhấp nháy. Đấy, cái đèn này là nguyên bản theo xe này. Đấy, vẫn còn đang sử dụng bình thường. À, cái yên của cái con này thì nó bị rách mất một tí đây. Yên Brazil logo này. Đấy, nó rách một tí. Nói chung là nó không ảnh hưởng, tại mình ngồi là mình ngồi ở trên đây. Cái này là nó cọ vào đầu mà nó rách như này. Cái mặt yên này rất là đẹp.
dàn đầu gian, tất cả là nguyên bản theo xe. Rồi em đi chi tiết bên này cho các bác xem. Nước sơn rất là đẹp. Nói chung là khung sườn con này nước sơn nó như mới, đẹp lắm. Nói chung là chưa có vết xước nào, đẹp, hầu như là không có một vết xước nào cả. Toàn bộ xe là đã được cân chỉnh và vệ sinh sạch sẽ nhé. Về là các bác chỉ về sử dụng thôi, không có một vết bẩn nào, đẹp mê ly luôn các bác. Nó không nhôm nhưng mà cái mối hàn của nó giấu mối hàn rất là đẹp, cái mối hàn nó giấu rất đẹp này. Là nhôm SL đấy, nhưng mà lúc SL nhẹ như carbon. Mã cốt, mã vạch đầy đủ. Các bác có nhu cầu mua xe thì liên hệ xe đạp Phong Tuyền, em ở 67 Khánh Nhạc, Yên Khánh, Ninh Bình. Số điện thoại là 0936 525 998. Em xin kết thúc video ở đây.